Chào các bạn, chào mừng cả nhà mình đã quay trở lại với kênh Kim Hòa Thời Trang và Cuộc Sống. Và ngày hôm nay là mình xin tiếp tục phần 2 theo cái yêu cầu của một số chị em là làm chia sẻ cái phần mà che khuyết điểm ở phía trước trán á, che cái hố với lại cái bạc á các bạn. Và đây các bạn hãy nhìn thấy là cái mái giả của mình mới vừa gắn lên đó. Có thấy cái mái giả không? Bởi vì cái nói là cái gì mà giả thì nó không có tự nhiên, nó không có tự nhiên thì nó cũng không có đẹp. Tuy là cái tóc thiệt của mình thì nó hơi bị khuyết điểm như vậy nhưng mà nó tự nhiên hơn các bạn. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn là cái phần mà mái mình đã mua những cái mái này, những cái mái bên hông nữa nè, đó hai bên nữa, khi mà nó có hố thì mình gắn cái mái này vô ha. Và đây là cái máy bên hông các bạn, mình có thể gắn lên trên. Bây giờ mình gắn thử cho cả nhà mình xem nha. Cái này là thì nó có cái kẹp, nó có cái kẹp nè, thấy không, bấm vô thôi. Thì ở ngoài thị trường người ta bán rất là nhiều ha. Ví dụ như ở đây nè, nó bị hói nè cả nhà, cái mình kẹp vô đó, mình kẹp ở phía dưới cái tóc nè cả nhà đó, cái mình bấm vô ha. Đó, mình bấm vô thì mình lấy cái tóc này mình che lại đó. Mình lấy cái phần trên cái tóc của mình che lại nè thì nó sẽ không ấy đó. Thì cái chỗ này nó có thêm một cái miếng tóc để nó che cái bên hông mà mình bị hói đó cả nhà đó. Nhưng mà thì cái kẹp này phải có tóc nó mới kẹp, còn nếu mà không có tóc thì thôi thua. Thì bây giờ có cái cách này nữa nè. Rồi bên cạnh đó thì có một cái loại máy này nữa nè. Máy này là máy giả nhưng mà nó rất là nhiều tóc gắn lên đó các bạn, biết không, giống như thằng bờm nha. Giờ bạn thử cho coi nha. Đó, thấy không? Nó nhiều lắm, nó nhiều tóc quá cho nên mình cái mặt của mình nó là không có hợp với cái này. Cái này là để người trẻ trẻ hoặc là các bạn biết không? Cái máy giả này á mình gắn lên á tùy theo cái gương mặt. Cái gương mặt trẻ đó thì làm gì cũng đẹp hết trơn á. Cái mặt già thì gắn lên nó không giống ai hết. Cái mặt á một đường mà cái máy thì một nẻo. Mình nhìn thấy có cô nói cái tóc giả hôm bữa mình đội giống kép Minh Dương, giống thiệt luôn đó cả nhà, giống ghê, mình thấy giống mắc cười lắm. Nhưng mà cái gì nó tự nhiên thì nó hay hơn ha. Nhưng mà tại vì các bạn muốn chia sẻ thì mình cũng chia sẻ ra, mình đã mua những cái này đó để ra để vậy chứ mà không có xài. Cái mình gắn lên mình cảm thấy được á thì mình mới gắn, còn nếu mình không thấy được thì thôi mình tháo ra. Mình gắn cái máy giả này nè, cái máy giả này lên nè thì mình phải gắn cho nó sát cái chân mày, chứ mình gắn cao lên thì nó ngố lắm. Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra để cho các bạn xem nha. Mà khi mà mình gắn cái này mình phải cần độn ở phía trên đầu của mình, ở trên đỉnh đầu một cái cho nó phồng lên. Còn nếu không thì mình gắn cái loại mà cái tóc giả hôm bữa mình đã chia sẻ cho các bạn nó nửa đầu đó, thì cái đó thì nó rườm rà lắm, vừa trước vừa sau cũng mất công lắm. Cho nên mình phải độn bằng cái cây này. Bây giờ mình sẽ tháo ra nha. Đó, bây giờ mình sẽ tháo từng cái này nè. Trời ơi, nó cực lắm chứ không phải là dễ đâu. Thì thôi bây giờ che bạc, che phủ bạc, phủ hối gì đó. Đây một cái ha. Mình đây nữa nè, thấy không? Tại cái tóc, cái đầu mình nó hối vậy lắm. Đâu rồi? Đây một cái nữa nè, đó là hai bên đó nha. Đây một cái nữa nè, thấy không? Hai cái nữa nè, đó hai bên ha. Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra nha. Thái cái tóc giả cho các bạn xem nè. Đây nó có một cái kẹp nữa nè. Đây à, tháo ra ha. Đó thì cái mặt của mình ra là như vậy. Nó già lại. Còn cái này thì nó hơi trẻ chút xíu. Đây cái máy này. Cái máy này á, là nó có hai cộng hai bên. Mấy cô trẻ trẻ thì đeo thì nó hợp hơn mình. Thì cái máy này hồi đó là mình mua cũng khoảng là hai cái á, là 150, một cái là 75.000. Hai cái. Đó thì đó mình phải hỗ trợ thêm cái cục này nè, đó cái cục này á, là nó màu đen, nó độn phía dưới, những người tóc ít á, thì độn lên thì nó tự nhiên mà nó lại đơn giản, nó gọn nữa. Đây thật sự là cái tóc mình nó bị hói nè các bạn, đó nó bị bạc nè,
À, mình phải chấm vô như vậy, phải chấm cái loại này vô nè. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn là mình mua cái cây này hồi đó đó, thì mình mua ở trên cái cửa hàng đồng giá của Nhật á, là 40.000 á. Thì cái này nó có màu nâu với màu đen, nhưng mà cái thời lúc trước á mình nhuộm màu nâu cho nên mình mới mua màu nâu, nhưng mà bây giờ mình kiếm màu đen mua không có ra cho nên mình phải mua cái hộp này. Cái hộp này là cái hộp để kẻ chân mài mắt dịp mắt gì đó. Đây nó có hai màu, nhưng mà mình xài màu đen nha, tại tóc mình màu đen. Còn mình muốn màu nâu thì mình mua màu nâu. Thì cái bột ở trong này á, cái bột trong này là nó hết rồi ha, các bạn thấy không, xài hết rồi. Mình chấm cái này đó, mình chấm cái này nè đó, bắt đầu cái mình che vậy nè, mình đó thấy không, thấy các bạn thấy không, nó sẽ tiệp với cái màu tóc của mình, che lên đi đó, thấy nó đỡ liền thấy không. Ở bên ngoài thì nói chung ở trên mạng á các bạn, người ta cũng quảng cáo bán những cái hũ mà phủ bạc á, cũng rất là nhiều, có hộp nó vuông vuông á, rồi kia nó có cái miếng mà thấm á, người ta thấm lên như nè, thì cái đó thì nó rất ăn rất là nhiều, nhưng mà cái đó không biết của nước nào mình cũng không dám xài đó, cho nên mình thấy cái này của Nhật thì mình mới dám mua xài đó. Khi mà mình coi cái chỗ nào mà nó trắng trắng á thì mình phủ lên nha cả nhà, nghe các chị em. Các chị mà khoảng 70 mấy thì nó chắc chắn là chắc có nhiều, với lại các bạc nhiều đó. Đó, rồi bên đây nữa nè, thấy không? Đó, dạch ra tới đâu là trắng tới đó. Đó, cho nên mình phải đó, cái chỗ này của mình các bạn biết không, mình bị bạch biến á, cho nên cái tóc á nó có một cái đốm trắng nè, khổ lắm nè đó. Bây giờ mình phải thoa cái này, bây giờ đi đâu là phải cái vấn đề mà quá trang của mình nó hơi bị nhiêu khê đó nha. Đó, các bạn thấy không, khi mà mình đánh lên rồi á thì tự nhiên cái nó đỡ rồi, thấy không? À, nó che rồi đó, đỡ rồi không, rồi đó. Mình mua cái này nè, mình hỗ trợ cho cái tóc giả, tại vì tóc giả đó là mình gắn lên nhiều khi nó cũng mệt mỏi, lấy cái này mình đánh lên mình che cũng được các bạn, những các bạn nào mà lớn tuổi á. Rồi bây giờ mình cột cái tóc lên, mình gắn thử cái này cho các bạn xem, nó cũng đẹp lắm. Rồi mình cột cái tóc lên giống như mình đi tiệc á đó, mình đi tiệc á, mình cột cao lên, ai mà mặc áo đầm á, cột cao lên như nè đó, sang lắm mấy chị em mà lớn tuổi. Rồi cái vậy nè ha, cái hôm qua cái đi ra chợ cái mua cái này mua nó bán 45.000 cũng được, trời ơi mình mua đồ rẻ tiền không mà. Nhưng mà cởi nó rẻ tiền nhưng mà nó không có độc hại, nó ở bên ngoài mà nó lại là đẹp đây. Đó này nó có thun nha, bắt đầu mình bọc lại nha. Ha, đó là một cái đẹp ha. Còn cái này là cái này nè nó gắn ở bên đây nè. Nó gắn ở bên đây nè các bạn. Ngộ lắm. Nhỏ nó bán nó chỉ. Để lại làm thử coi nha. Đó nó có cờ méo vậy nè, đó. Hai cái nghe là đó, nó méo méo vậy này cũng vui lắm, hai bên một hai cái đều quá đây đầu xe hổ xuống ghê quá. Cái này á, mình làm á, là mình phải chuẩn bị tóc tai mình. Hôm qua nó làm cho mình đẹp lắm, hôm nay mình làm thấy ghê à. Người ta làm, người ta bán, người ta làm đẹp lắm các bạn. Mà vậy nè, nó làm sao.
nó giống như là tóc mà còn dư mà nó lòa xòa xuống dưới vậy. Thôi mình thấy không được, cái nào không được thì lấy ra nha. Đó, vậy cái bộ hay hơn á, một bên thôi ha, bên đó lo cái nó bye bye vậy này cũng hay ha. Mình lớn tuổi á, cái mình làm cái đầu cho nó cao cao lên vậy á, cho nó xoan. Đó, các chị em mình thấm vậy đó, hoặc là mình kéo ra đây, nó có cái cục này nó hỗ trợ, nó dính nè, đó thấy không. Rồi bây giờ mình tháo hết những cái phụ kiện ở trên đầu của mình ra nha, mệt mỏi lắm. Đó, tháo hết những cái tóc giả ra đó, giờ nó vậy nè, thấy rất là thoải mái luôn nha. Mà nếu mà những cái chị em nào á mà không cần xài tóc, không muốn xài tóc giả đó, mà mình muốn là đi đâu cũng thoải mái á, thì chịu khó nha. Đây nón, đội nón. Mà cái nón này á, là cái kết này á, là nó màu đen, nó cũng tiệp với cái tóc của mình ha. Mà cái tóc, những cái kết này á, những cái người đứng tuổi bây giờ người ta rất là ưa chuộng nha. Chẳng hạn như là mình thấy là những cái cô nghệ sĩ á, chẳng hạn như Lệ Thủy nè, rồi Phi Phụng nè, rồi các cô mà ở nước ngoài á, người ta về á, người ta cũng đứng tuổi nhưng mà người ta vẫn có một cái cách khe khuyết điểm là cái đầu người ta già rồi, đâu có ai còn tóc nhiều đâu các bạn. Những người tóc nhiều là những người đội tóc giả đó. Đây, giờ mình đội lên nha. Đấy, thấy không? Nó rất là trẻ trung mà năng động ha. Mà nó lại làm cho cái đầu mình á, nó làm cho cái đầu mình á là phùng phùng lên. Nó không có thấy những cái đốm hối và những cái đốm bạc ở phía trên. Đó, các bạn thấy không? Ok ha. Đó, cái cách này là cũng rất là hay nè. Mình không cần phải gắn tóc giả nhiều, đi đâu á lấy cái nón đội lên thôi. Đây là một kiểu nha. Mở ra thấy ghê. Đó, mở ra thấy cái đầu trật lớp luôn. Còn không thì cổ tóc lên cho nó khỏe. Hôm trước á, cả nhà mình đi Đà Lạt á, cái tóc mình nó, trời ơi, không biết gọi nhầm cái dầu gọi đầu gì mà nó rụng, cho nó rụng thảm thương luôn. Cái mấy là đi ra ngoài chợ Đà Lạt mua cái nón màu hồng đội lên, trời ơi, đẹp xuất sắc. Và cái này nữa nè, đó, giấu tóc hết luôn, không cần ló tóc ra, giấu luôn. Đó, cái nón này thì nó hơi chật quá, cái nón này nó không đẹp bằng cái nón đen nãy. Hoặc là cái đây là cái nón bê rê. Nè các bạn, mình đội cái nón bê rê này nè, đó. Giống những anh thủy thủ không? Đó, rồi mình đội cái nón này là giống như là mình làm kiểu gì đó, mình đi vô nhà cũng được, mình để luôn cũng được. Đó, thì nó che được cái đầu của mình khuyết điểm ha. Còn ai mà tóc mà nhiều, tóc mà dài muốn nóng quá thì bới lên, để lên phía trong. Rồi cái mình đi vậy đó thì có cái nón nó che cái đầu của mình đó, nó không có thấy những cái đốm bạc và những cái hối. Bây giờ mình sẽ đổi thêm một cái loại khác nữa nha. Đây, màu kem. Màu kem thì nó sáng sủa hơn ha. Trẻ trung sáng sủa hơn, nó che được cái đầu của mình rồi, không cần phải che, không cần phải phủ bạc, gắn tóc giả, gắn mái giả gì hết á, mà nó lại năng động, mà nó lại trẻ trung nữa. Thấy không? Đó, chỉ cần các bạn trang điểm sương sương lên là bảo đảm mình làm cái gì nó cũng đẹp hết á. Hãy tự tin và làm những cái gì mà mình đã chia sẻ, thử cho tuổi của mình nó mỗi ngày nó mỗi đẹp hơn và tự tin hơn, cuộc sống của mình nó cảm thấy nó vui hơn nha các bạn. Đó, nó giống như cái màu đen nó tiệp, nó giống như cái tóc của mình vậy đó. Đó các bạn, mua đây, cái này nó có nhiêu đây, to đâu 100.000 trở lại à, nhiều lắm 100 mấy 200 mà, 100.000 thôi à, bữa mình mua trên Đà Lạt có 100.000. Đó, thấy không, đi đâu mà nóng được, quất tóc lên, đội cái nón này vô, khỏi gắn mái gắn gì hết, rồi khỏe.
Nha. Rồi bây giờ mình xin chia sẻ như vậy thôi. Có những cái bí quyết nào và những cái cách nào mà khắc phục cho cái đầu của chị em mình á, nó đừng có thấy cái khuyết điểm là hối với bạc á, thì mình sẽ đưa cho các bạn xem. Mà nếu như còn cái cách nào mà hay nữa đó, các bạn chia sẻ cho mình nha. Rồi bây giờ thì xong rồi đó các bạn. Mình có vậy thôi. Và mình cũng xin khép video này lại nha. Có đôi lời nói chuyện với chút xíu với các bạn nha. Là hôm trước đó, các bạn biết không, cái mình nghe được cái lời pháp thoại của thầy Pháp Hòa. Bây giờ là thầy Pháp Hòa đó đang hot ở trên mạng đó, thầy Thích Pháp Hòa ở Canada đó các bạn. Giảng rất là hay luôn mà chí lý lắm đó. Thì trước đó thì mình đó có nghe một cái lời của một ông thầy nào rồi, ông nói là mà mình không biết cái tên, quên cái tên của ông thầy đó rồi. Thì ông phủ nhận, ông nói là phụ nữ nếu như mà muốn làm đẹp là có tội, người nào mà làm đẹp á là mang cái tội là cái tội gì biết không? Cái tội là thu hút người khác phái. Ủa sao kỳ vậy, mình cũng không hiểu luôn á, không biết là Đức Phật có dạy cái điều đó không mà lại làm đẹp mà lại có tội. Thì sau đó cái mấy ngày sau cái mình nghe được người ta hỏi cái câu đó đó với lại thầy Pháp Hòa, thì thầy Thích Pháp Hòa có giảng là vậy nè: ủa tại sao là phụ nữ mình không được làm đẹp? Đức Phật nè, Bồ Tát Quan Âm nè, Bồ Tát Văn Thù nè, Bồ Tát Phổ Hiền nè, người ta cũng kẻ mắt kẻ mài, tha son đeo vòng để xuyến đủ dữ lắm. Thì cái đó là làm đẹp ở cái sắc tướng của mình, tại sao mình lại không được làm đẹp? Thầy nói vậy đó. Thì trước tiên á, là mình phải sửa cái sắc tu là cái chữ tu là sửa mình, sửa những cái hành động, những cái lời nói, những cái ý nghĩ của mình sao mà nó cho nó tốt và nó đẹp, và là có một cái tâm từ bi nữa, phải không? Là còn cái làm đẹp thì đâu có gì đâu, ăn đâu có cái gì đâu mà phải tội. À, trước tiên là mình sửa cái sắc tướng của mình trước, sau đó rồi mình mới sửa cái tâm và cái ý nghĩ của mình đó. Mình nghĩ sao thì cái tâm mình nó khởi lên và có những cái hành động không tốt. Đó là tu là vậy đó các bạn đó. Bởi vậy thầy nói cái vấn đề mà phụ nữ mà làm đẹp là không có sao, là mình thấy rất là chí lý luôn. Phụ nữ mình rất là hưởng ứng vô cùng. Ta giảng vậy mới đúng là một vị thầy chân tu là ha các bạn ha. Rồi đó, rồi thôi bây giờ mình xin khép video này lại. Cái gì mà làm đẹp là mình rất là thích. Mong rằng các bạn sẽ yêu thích kênh của Kim Hòa Fashion. Thời trang và cuộc sống là ngoài những cái thời trang đầm, nón, giày dép, những cái phụ tùng mà làm đẹp cho phụ nữ, thì còn có những cái thương mục khác, đó là đi du lịch. Đó. Bên cạnh đó mình có những cái video du lịch vòng quanh đất nước Việt Nam mình chứ chưa ra nước ngoài. Đó, thì đất nước mình rất là nhiều cảnh đẹp, và mình song song đó mình có những bộ đầm, những cái mẫu thời trang đi du lịch cũng rất là hợp thời trang và đúng nơi đúng chỗ. Và bên cạnh đó còn có một cái thương mục đó là ẩm thực, đi tới đâu giới thiệu những món ăn đặc sản của từng vùng miền cho các bạn xem, để các bạn thử đến đó một lần cho biết ha. Rồi vậy thôi. Thời trang và cuộc sống là như thế đó. Rồi bây giờ thì mình xin chào tạm biệt cả nhà nha. Và mình cũng không quên cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và theo dõi kênh của Kim Hòa Fashion từ bấy lâu nay. Mong rằng các bạn sẽ yêu thích và luôn luôn ủng hộ. Rồi bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống, luôn luôn hạnh phúc với gia đình của mình. Xin chào tạm biệt. Bye bye.